Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn đến với kênh An Tánh California Cuộc Sống Mỹ. Các bạn ơi, hiện tại thì gia đình An Tánh đang ở Việt Nam nha. À, gia đình An Tánh đi vào Việt Nam sáng, đi ăn sáng, đi quán ăn sáng mà con gái nó đi nhà hàng không ạ? À? À, đi nhà hàng. Ờ, bà con cô bác thấy không, xe đông sợ không? Nhộn nhịp không? Mình đang ở Sài Gòn nha cô chú anh chị. Không, bà ngoại, bà nội đi sao kìa? Ồ, thịt nướng ngon dễ sợ không? Quay cho cô chú bác anh chị em mình bên Mỹ xem ha, đường phố Sài Gòn. Buổi sáng giờ này mới mấy sáng đây? Mới là 6 giờ 21 rồi, chưa được 6 giờ rưỡi ha. Từ xa xa kia kìa, ngoại, à, ông nội với lại bé Thường, còn ba nó nắm tay nó đi tuốt tuốt bên kia rồi, đi lẹ quá. Ở Mỹ làm gì có xe chạy đông vậy? À. Gia đình An Tánh chuẩn bị đi ăn sáng, bữa ăn sáng đầu tiên ở Việt Nam nha bà con cô bác. Cô chú bác anh chị này xem đường phố Việt Nam quá trời luôn. Sài Gòn đông xe quá chừng luôn. À. Chưa có về tới quê còn đang ở Sài Gòn cô chú anh chị ơi. Giờ mình chụp thấy cái lưng rồi. Ông bà ngoại, ông bà nội, Sang, bé Thường, bé Bảo, mẹ thì quay phim. Mẹ dưa hấu và 10 nhãn ký, 10 nhãn ký. Dê số. Mày giống tàu. Cảnh nhộn nhịp Sài Gòn ha. Sài Gòn buổi sáng đông xe lắm bà con cô bác ơi. Ba, ba Thường vẫn thường đi ăn mà xa quá. Thường nói sao xa quá vậy ba kìa. Thì tới quán rồi cô chú anh chị ơi, hủ tiếu mực theo yêu cầu của cô gái, mở cửa chưa? Mở cửa rồi, hủ tiếu mực nè. Hai bàn đi. Hai bàn đi. Ê, sao vậy? Ngồi. Ờ, vô bàn ổn định chỗ ngồi đi. Bà hủ tiếu gì? Đây là ăn sáng đầu tiên của gia đình An Tánh tại Việt Nam nha cô chú anh chị. Dám nói xấu mẹ ha. Xương không trứng. Của con à, của con. Cảm ơn anh. Thôi còn một. Hả? Hủ tiếu chỗ này ngon nha cô chú anh chị. Chưa gì đó bụng hả Bảo? Nè Thường mặt mặt lên chụp hình với ngoại nè. Này hủ tiếu xương, hủ tiếu xương thịt hầm, hủ tiếu mực với hai nhỏ.
Mực đây ngon à? Đặc biệt. Con tôm bự chà bá luôn Thường ơi. Ôi, con tôm nè. Con mực dài. Con mực nè, đó. Thôi, cảm ơn. Con lớn hả? Đừng nóng Thường ha. Thử thôi. Nội được ăn rồi con. Ăn đúng rồi, ăn hủ tiếu Thường rồi. Tới Thường Châu nè. Gia đình An Tánh về Việt Nam mùa này là đỉnh điểm nóng luôn cô chú anh chị ơi. Mới có 6 giờ mấy sáng mà trời rất là nóng nha. Hủ tiếu chỗ này ăn cũng được, cũng ngon lắm cô chú anh chị. Sang ăn Sang nói ngon. Bé Thường cũng nói ngon nữa. Nói gì từ đó nè. Rồi. Dạ mà có chú hôm nay đi ăn cơm, đi ăn ngày hàng ở Việt Nam. Chú để mặt đi nha. Rồi, con tới Việt Nam rồi, con tới Việt Nam rồi. Con lấy Việt Nam rồi, nhưng phải dặn cô chú thôi, mình nói chuyện lắm. Dạ, con chúc con bà con chú nhiều sức khỏe. Rồi sao, bye bye sao? Đưa tay lên. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Quá mặt tròn luôn. Con nói con đâu rồi? Con nói cầm á. Chiều kìa. À, nhiều quá con. Quên bạch cổ tiếu. Đúng là chị. Đồ chơi rồi đó. Chiều mình đi siêu thị đi. Thôi mình đi về đi. Cô chú, anh chị em và các bạn ơi, video chia sẻ của gia đình mình đến đây xin tạm dừng. Phượng cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của cô chú, anh chị em và các bạn rất là nhiều. Các bạn xem kênh An Tánh thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một lượt share nha. Share ra cho bạn bè và người thân cùng biết đến video này của mình nha. Phượng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu yêu thích kênh An Tánh, hãy cho An Tánh một cái like nè, một cái đăng ký kênh. Và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi mà kênh An Tánh Kali phát video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn có thể xem được nhé. Gia đình An Tánh xin hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ đi về Việt Nam lần này nha. Chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật là nhiều sức khỏe nè, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Chuyến đi Việt Nam này sẽ hứa hẹn có nhiều video chia sẻ gửi đến bà con cô bác của mình ở nước ngoài cũng như là ở bên Mỹ, đồng hương của mình xem thật là nhiều nha.
Yeah.